Với những cách làm hiệu quả có sự chung sức đồng lòng của nhân dân, xã Gia Lập đang tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay xã đã đạt 12 trên 14 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Gia Viễn. Ngoài các tiêu chí đã đạt, còn hai tiêu chí mà xã đang tập trung thực hiện là giao thông nông thôn và cơ sở vật chất văn hóa của xã. Xác định đây là hai tiêu chí trọng tâm, vì thế ngoài việc huy động nhiều nguồn lực để cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo các hội đoàn thể, vận động nhân dân, cải tạo vỉa hè, trồng hoa, tạo môi trường sáng xanh sạch đẹp. Xã cũng đang thực hiện rà soát, quỹ đất, lập quy hoạch xây dựng khu vực sân vận động trung tâm. Xác định việc xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của mọi người dân, dân làm, dân hưởng thụ. Chúng tôi đã huy động các nguồn lực, các cái mạnh thường quân, con em của địa phương thành đạt ở khắp mọi miền trên Tổ quốc, rồi huy động các cái nguồn lực động viên nhân dân là tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp các cái tuyến đường giao thông để chỉnh trang. Cuối năm 21 là chúng tôi sẽ hoàn thành 14 trên 14 tiêu chí về nông thôn mới kiểu mẫu. Còn nhiều nhiệm vụ phải thực hiện để hoàn thành kế hoạch đến cuối năm 2021, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đến năm 2022 được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Vì thế Gia Lập đang tập trung kêu gọi xã hội hóa để hoàn thiện các công trình, trong đó chú trọng đến hạ tầng về văn hóa, giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, với mục tiêu đáp ứng tốt nhu cầu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.